Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp một chiếc cano. Mời các bạn cùng theo dõi. Tôi chuẩn bị một tờ giấy A4. Đầu tiên, ta gấp một đường chéo ra. Đầu này xuống đây. Tay lắp đầu này vào. Bên đây ta cũng lắp như vậy. Sau đó ta lắp đôi tờ giấy lại. Ta mở ra, bắt đầu ta lặn lực từ từ lên. Bây giờ ta
vén cái phần này lên. Giờ ta đã hoàn thành được một chiếc canh luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau.